Định luật tình yêu của Dương Mịch cố tình dùng chiêu trò để đối đầu với Lệ Dĩnh Nhật Ba. Địch Đệ Nhật Ba, Dương Mịch và Trần Lệ Dĩnh được cho sẽ cùng đổ bộ trong đường đua phim Hoa Ngữ tháng 11/2022. Định luật tình yêu 80/20 do Dương Mịch Hứa Khải đóng chính. Đây là một trong những dự án được quan tâm và chờ đợi nhất thời điểm này. Tuy nhiên, thông tin bộ phim bị hoãn chiếu ngay trước thềm ra mắt do vấn đề kỹ thuật đã khiến dân tình một phen mừng hụt và tiếc nuối. Bên cạnh lý do bị cho là quá nhiều cảnh hôn trong phim, không ít lời suy đoán về nguyên nhân định luật tình yêu 80/20 bị hoãn chiếu đã được cư dân mạng đồn thổi và lan truyền trên mạng. Một trong số đó, không ít người cho rằng phim mới của Dương Mịch và Hứa Khải bị trì hoãn lên sóng bởi nhà đài Tencent muốn đối đầu với hai đài Shoko và EQG trong tháng 11 sắp tới. Được biết là tháng sau, cả Shoko và EQG đều có phim của đỉnh nêu lên sóng. Cụ thể, có nguồn tin cho biết nhà đài Shoko sẽ khởi chiếu dự án Cổ Trang A Lạc Truyện của bộ đôi Địch Đệ Nhật Ba vào cùng tuần trong tháng 11. Trong khi đó, Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh Âu Hảo diễn chính cũng sẽ chào sân khán giả vào tháng tới. Việc loạt cái tên đình đám cùng đổ bộ hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng cực lớn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chưa kể mùa phim cuối năm luôn là thời điểm gay cấn, nó sẽ quyết định đâu là nền tảng thắng lớn trong năm nay. Bởi trước đó cả Shoko, Tencent hay UKG đều đã có trong tay những tác phẩm gây bão. Chính bởi vậy, việc cho ra mắt tác phẩm có diễn viên hot cùng thời điểm này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trên đường đua phim Hoa Ngữ quý 4 năm 2022. Liệu A Lạc Truyện, Địch Luật Tình Yêu 80/20 hay Dã Man Sinh Trưởng sẽ là tác phẩm càn quét mạng xã hội những ngày cuối năm đây? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!